Ủa, sao buồn vậy? Sắp đến ngày thi rồi mà em vẫn không biết nộp đơn vào đại học nữa hết. Tưởng gì? Phun vai và em thật ra gặp nhau cũng mới được mấy hôm. Vì thế có những điều cần hỏi hàn. Rằng what is Libro Arts? Ở phần bài có ngành gì? Libro Arts thật ra chẳng mới lạ lắm đâu, vì đã được đi khắp năm châu. Từ Hàn Nhật Sinh Anh Mỹ và giờ đây đến nơi này Việt Nam, từ lâu đã kết em rồi, chỉ mong hai ta thuộc về nhau. Nộp đơn vào Fulbright nhé, để biết một năm đại học thành chuỗi ngày tuyệt vời. Thầy cô bạn bè từ khắp địa cầu và rất khôn ngầu, với những đam mê chẳng thể tìm được ở nơi khác. Khi rút ra sân chơi hồ bơi đẹp ngất ngây luôn là campus diễn ra khỏi nói như gia đình lớn. Xã hội đến tự nhiên, hai năm sau nữa em chọn chuyên ngành vô tư, em khẳng định rất riêng. Hay cho Fulbright hỏi em đã bao giờ được cổ vũ tranh biện với giảng viên, thay vì nghe giảng em hoạt động nhóm xem phim đi thực tế liền miền. Vậy thì em nên hiểu liberal arts là điều đầu tiên. Một nền giáo dục khai phóng thì liệu có quá là điên? Nói rằng giúp em khám phá thế giới và bản thân là điều hiển nhiên. Fulbright đỉnh quá đi à. Nộp đơn đây. Nộp đơn vào Fulbright nhé. Nộp đơn vào Fulbright nhé. Fulbright cho em đây nhé. Nộp đơn vào Fulbright nhé.